Hôm nay mợ Tư ăn rau đắng nè, tại vì mợ Tư thấy buồn, thấy đắng quá. Mợ Tư mới đi chơi quýnh bài về nè. Mợ Tư với ba bà nữa là bốn bà, chơi xong không có bà nào ăn hết trơn á, ai cũng thua. Còn mợ Tư thì quề vốn. Rồi mấy bà hỏi sao mợ Tư lần nào chơi cũng quề vốn hết vậy. Mợ Tư ngồi cãi lộn với mấy bà 3 tiếng đồng hồ cũng chưa xong. Cuối cùng cũng không biết bà nào ăn, cũng không bà nào nhìn mặt nhau luôn. Nói tới mấy bà bạn là mợ Tư thấy đắng hả? Đắng còn hơn miếng khổ qua này nữa. Thấy chơi chung với nhau vậy đó, mà sự thật mấy bà chia phe ra chơi. Đi với bà này thì nói bà kia, đi với bà kia thì nói bà này. Mợ Tư ở giữa, cho nên mợ Tư đi với ai mợ Tư sẽ nói theo người đó. Tại cái tính mợ Tư đó giờ hòa đồng vậy rồi. Vậy đó mà mấy bà nói mợ Tư là đồ ba phải, nửa mùa, bạc tham. Nói chung là nặng lời với mợ Tư lắm. Nói thiệt nghe, mấy bà đắng với mợ Tư cỡ nào không biết, nhưng mà mợ Tư đối xử với mấy bà ngọt như sô-cô-la vậy đó. Mợ Tư lúc nào cũng sòng phẳng với mấy bà hết. Mấy bà mà xin cái gì của mợ Tư á, là mợ Tư cũng cho. Mượn cái gì của mợ Tư á, là mợ Tư cũng đưa hết trơn á. Rồi tới cuối tháng mợ Tư gom lại tính tiền cho mấy bà. Cái nào cho mượn, rồi cái nào cho, mợ Tư ghi ra rõ ràng từng món hết trơn á. Mợ Tư quá sòng phẳng như vậy rồi còn đòi gì nữa. Vậy đó mà mấy bà nói mợ Tư tính toán chi ly. Bởi vậy đúng là miệng đời. Rồi cái chén thuốc bắc này có nhắm đắng bằng cuộc đời của mợ Tư không? Nói giỡn chơi thôi, cái này là nước ngọt. Chứ mợ Tư đâu có ngu mà uống thuốc bắc cho nó đắng làm chi. Thôi để mợ Tư dốc hết cái chén nước ngọt này, coi như là cuộc đời này còn vớt vát được miếng ngọt hen.